Xin chào anh em. Vừa rồi thì là có cái ca bệnh nhân 20243 này. Có cái bệnh nhân 243 đâu? Bùm để im để đây. Bùm để im để đây làm việc. Bệnh nhân 243 đâu? Đúng rồi. 243 bệnh nhân 243 là 243. Bùm đừng nhiêu. Là anh Quách Quang Thọ này thì thật sự là một trường hợp đáng là lo ngại. Tôi thấy rất là lo ngại cái trường hợp này, tại vì sao? Tại vì là anh này là đến bệnh viện Bạch Mai, tức là lây từ bệnh viện Bạch Mai, được cho là lây từ bệnh viện Bạch Mai nhá, tại vì là ngày 12 tháng 3 anh ấy đến bệnh viện Bạch Mai. Thì sau đó rồi anh ấy có một loạt các hoạt động, thì đến cái ngày 21 tháng 3 thì anh có biểu hiện gọi là ốm một chút, thì anh ấy tự đi mua thuốc và anh ấy tự uống, sau đó rồi lại tiếp tục đi nhậu nhẹt các kiểu. Đi cưới, đi hỏi, rồi đi chúc rượu nhau các kiểu. Thế xong rồi đến cái ngày mùng 3 tháng 4, tức là từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày mùng 3 tháng 4, tức là sau khi mà cơ quan chức năng rà soát những người đến bệnh viện Bạch Mai thăm bệnh nhân và khám bệnh ấy, thì là người ta mới lấy cái mẫu dịch của anh này để mà xét nghiệm. Thì sau đó rồi hôm nay thì là công bố. Thế thì như vậy rằng là anh ấy đi tứa lung tung các nơi mà sau đó rồi chưa phát bệnh gì cả, thì anh ấy được phát hiện là do cái được cơ quan chức năng test, mặc dù anh ấy có ốm một chút nhưng anh đã tự mua thuốc và anh ấy uống. Như vậy là nếu như mà không có test của cơ quan chức năng gọi anh ấy đến để test thì trường hợp này thì là không biết sẽ như nào. Như vậy là ông ấy không có biểu hiện gì cả. Như vậy là anh ấy là một trong là thuộc cái thành phần là trong số 50% cái người mà bị nhiễm nhưng mà không có biểu hiện lâm sàng, tức là không có gì nhỉ, triệu chứng đấy. Thì một số nước người ta đã công bố rằng là cái cúm corona này là nhiều khi là không có biểu hiện gì đó, không có biểu hiện, không có triệu chứng gì cả mà có thể tự khỏi. Thì chính vì thế cho nên là thực sự là lo ngại đấy. Rất là lo ngại. Thế cho nên là cái ca này tôi nghĩ là căng. Thế thì từ cái ca này mình có thể suy ra rằng là có còn rất nhiều những cái bệnh nhân kiểu như thế này nữa. Có thể là sẽ đi ra chỗ khác mất tập trung quá. Có thể là sẽ đang có ở ngoài, đang ở ngoài cộng đồng mà bọn này nó không tập trung được. Đang ở ngoài cộng đồng mà chúng ta không biết ấy. Thì tương tự như cái ca này này, tức là cũng đến bệnh viện Bạch Mai, thì sau đó rồi không tìm ra, thành ra là sau đó rồi không có biểu hiện gì cả. Thế cho nên là rất là căng. Đó, thế cho nên là tôi nghĩ là mọi người phải vẫn là hết sức cảnh giác, hết sức cẩn thận và không nên chủ quan. Cơ quan chức năng thì chắc là có lẽ là vẫn phải tiếp tục gọi là siết chặt cái công tác phòng chống dịch này. Tôi nghĩ là không đơn giản đâu, rất là không đơn giản đâu đấy. Ui, ông con này ông ấy nhiễu quá, ông ấy bắt tất cả mọi người vào hình này. Đây bà Hải ra đây vào hình này để đấy. Xin chào 500 anh em đây nào, tất cả mọi người giơ chào các bạn. Mọi người nhớ subscribe nhá để tôi tiếp tục cập nhật về tình hình và cúm virus corona đấy. Ba đây. Ok. Tiện thể đây thì tôi cập nhật luôn một vài cái thông tin trên thế giới. À thôi, cái tin đấy cập riêng đấy. Hôm nay là tôi chỉ có thể hiện cái quan ngại về cái bệnh nhân 23243 này thôi.